Xin chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay mình sẽ dự đề chi tiết đề thi N5 GPT vào tháng 12 năm 2016 nhé. Thực ra thì những cái đề N1, N2, N3 chúng ta rất là dễ kiếm ở trên mạng đúng không? Bởi vì là cái mức độ học, đúng nhỉ, người học rất là nhiều tài liệu từ các nguồn như là Trung Quốc hoặc là sách luyện rất là nhiều. Thế nhưng mà N4, N5 thì ít hơn. Trong đó đề đề chính thức của N1, 2, 3 ấy, thì gần như là bây giờ có hết đầy đủ đến hết năm 2018 rồi. Nhưng mà đề N4, N5 thì chỉ có 2 năm duy nhất là năm 2011 với lại năm 2016 được được công khai hai cái đề ở trên trang chủ trang GPT.Japan. Thì hôm nay là một trong hai đề đấy, đấy là đề vào tháng 12 năm 2016. Mình sẽ chữa chi tiết đề N5 nhé. Đầu tiên đó là phần Gengo Chisiki, là phần Mojigoi, kiến thức ngôn ngữ đúng nhỉ. Nó sẽ có gì đấy, nó sẽ có phần chữ và phần từ vựng. Goi là từ vựng, Moji là chữ. Thì N5 ấy là cái có cái giai đoạn là chuyển tiếp từ học chữ cái sang, do vậy chữ này không phải là chỉ là chữ Hán mà có thể là có Hiragana hay là Katakana nhé. Phần này các bạn sẽ làm trong 25 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa này. Monday Ichi là cách đọc của chữ Hán. Các bạn quan sát nhé. Câu đầu tiên, Ashita wa desu ka? À đây là chữ vũ đúng nhỉ? Vũ là mưa, vậy thì mưa đọc là yuki, hare, kumori hay là ame? À đọc là ame đúng không nhỉ? Đấy, đúng là 4 này. Tiếp theo, câu số 2, kyoshitsu de kudasai. Đây là chữ thư là viết, viết sẽ là kaite đúng không nhỉ? Đúng là đáp án số 1. Đáp án số 1. Đấy. Kite là có thể là chữ nghe đúng không nhỉ? Hai t là ha cự, có thể là xỏ mặc này. Hite là có thể là chữ kéo dẫn, không phải nhé, đấy đúng là đáp án số 1. Câu số 3. Shashin wa hako no ni arimasu. Ảnh thì có ở, đây là chữ chung là bên trong đúng không? Bên trong này có âm kunyomi đúng, mình đọc là naka, đáp án đúng là số 3. Bên cạnh soto là ở ngoài, yoko là ở, cũng là ở bên cạnh chữ hoành khác, mấy chữ đấy khó chúng ta chưa có học đến. Tiếp theo. Câu số 4 này, kono isu wa, đây là chữ tiểu là nhỏ đọc là chisai, đáp án đúng là ichi. Phải có trường âm nhé, không phải là chi sai mà là sự chưa đúng đúng nhỉ, chi sai đấy, chi sai là những chi. Câu số 5, ashita wa, đây là chữ hỏa đúng nhỉ, đây là chữ đây là kayobi rồi đúng không, là thứ thứ ba, đã đúng là san bằng kayobi này. Câu 6 này, kire na gì đó desu ne ie umi niwa và sora. À đây là chữ không, có nghĩa là bầu trời là sora đúng nhỉ, đáp án đúng là 4. Chúng ta có ie là chữ ra, là ngôi nhà, umi là chữ hải là biển, niwa là chữ đình là sân. Mấy chữ này thì khó hơn đúng nhỉ, niwa thì học trong N3 nhé, ie hay là umi thì học ở phần sau. Tiếp theo câu số 7 này, seto wa imas, chữ bách và chữ nhân. Khi đến người thì nhân sẽ đọc là gì nhỉ? Nin. Chữ nhân có khá là nhiều cách đọc đúng không? Đọc là hito này, bito này, thì nin này, jin. Đấy. Nhưng mà khi mà đếm người phải đọc là nin, do vậy chúng ta loại 3 và 4. 100 là heku đúng nhỉ? Đấy, heku nin, đáp án đúng là ichi. Câu số 8, ga takusan imasu. Có nhiều, đây là chữ này là chữ chữ ngư là con cá đúng không? Đọc là sakana, đáp án số 4 nhá. Neko là chữ miêu là con mèo này. Tori là chữ gì nhỉ? Tori là chữ điểu là con chim, inu là chữ khuyển là con chó, không phải đúng là yon bằng. Câu 9, pango gì gì đó tomodachi ni agemashita. Tôi đã cho bạn tôi, hanbun, hanbun là một nửa đúng không nhỉ? Chữ bán đọc là han không phải là hôn, loại 3 4. Còn phun và bun thì trong riêng trong từ một nửa ấy sẽ là hanbun, nó án số 2. Đấy. Chữ phân trong đếm giờ đến phút nó có thể là phân, thế nhưng mà khi mà một nửa thì là bươn, lưu ý nhá. Câu số 10 này, Ginko to super no nani nani ni hosoi michi ga arimasu. À, có một cái con đường hẹp ở gì đây nhỉ, ở giữa đúng không, ở giữa cái ngân hàng và cái siêu thị, vậy thì giữa chúng ta sẽ dùng từ
IDA đúng nhỉ, đúng là số 3 đấy. Không phải là ITA, ITA là gây nhiễu, Tonari là chữ lân, rất là khó học ở những trình độ cao hơn. Donari không phải. Câu số 11, Tamago tote kudasai, itutsu, mitsu, santsu, gotsu. Cái này là cách đọc rồi. Gì nhỉ? Có 3 quả trứng đúng không? Có ba lấy 3 quả trứng, vậy thì phải là mitsu. Itutsu là mấy? Itutsu là 5 quả. Santsu là để gây nhiễu rồi, các bạn thấy ba đó san nhưng không ai đến là santsu hết. Gotsu là 5 không ai nói. Câu 12, Kyo ga i desu ne. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ nguyên và chữ khí đúng không? Phải đọc là Genki, đó đúng là ni bằng số 2. Không phải là Kenki hay là Denki, Denki là điện, Kenki là thiên khí là thời tiết, đúng là ni bằng nhá. Như vậy là môn này một chúng ta có 12 câu đúng nhỉ, là cách đọc này. Và chủ yếu là thấy cách đọc của kanji. Tiếp theo sang môn này 2. Môn này 2 là ngược lại, chúng ta sẽ từ cái phần viết chúng ta chọn cách biểu diễn kanji đúng hoặc là cách viết chuyển hiragana katakana chính xác. Câu 13 này. Kono waisatsu o kudasai. Hãy đưa cái gì nhỉ? Hãy đưa cái áo sơ mi trắng. Đây là waisatsu. Vậy thì các bạn phải tìm cái nào là waisatsu. Vậy đúng là mấy đây? Một là gì nhỉ? Một là u đúng không? Đây, chữ này là ui này. Uisatsu đây là gì nhỉ? Đây là chữ. Đây có phải là chữ sự không? Không phải. Đây là chữ chữ xô đúng không? Không đúng nhá. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ui sát sự. Đây là chữ. Đây là y đúng rồi này. Y sa nhưng mà đây không phải là sự. Đúng đúng là 4 yon bằng. Câu số 14, Watashi no kuni wa kawa ga oi desu. Ở nước của tôi ấy thì có nhiều kawa, kawa là sông đúng không nhỉ, đúng là san bằng. Chúng ta có một là gì đây, một là hana, hana là hoa này, hai là yama là núi, và ba bốn là ki là cây đúng không, chỉ có ba là kawa là con sông. Câu số 15, yan san no gakko wa doko desu ka. Gakko là học hiệu đúng nhỉ, là ngôi trường, trường của yan san ở đâu, vậy cái nào là học hiệu đây. Một là gì nhỉ, một là chữ vũ trong từ vũ trụ nhá, đấy sai. Một là vũ hiệu này, hai là học hiệu, đúng rồi, đúng là hai. Ba là gì nhỉ, ba là chữ vũ và chữ mai trong từ đếm tờ ấy đúng nhỉ, một tờ giấy hai tờ giấy là chữ mai này nhá. Bốn thì sai chữ đằng sau đúng nhỉ, chữ mai. Vậy thì gakko là chữ học và chữ hiệu, đúng là đáp án số 2. Câu 16, kono dashi o mite kudasai là gì đây nhỉ, hãy mite kudasai, hãy xem cái tạp chí này. Vậy thì phải là chữ mấy? Đáp án một đúng không? Chữ kiến. Câu 2 là chữ mãi, nếu mà chia thành t phải là gì nhỉ? Kate kudasai chứ không phải là mite kudasai. 3 là chữ bối là gì đây? Là con sò, con ốc đúng nhỉ? Không có dạng động từ. Đây là chữ mục, là con mắt, là danh từ, cũng không phải động từ, không đúng nhá. Câu 17 này. Kono kamera wa takai desu ne. Là cái máy ảnh này ấy, đắt nhỉ? Đắt thì là chữ gì nhỉ? Takai là đáp án 1, ichi đúng không? Là gì đây? Đắt. Hai là chữ an là yasui, rẻ này. Ba là chữ cổ là furui. Và bốn là chữ tân, atarashi, mới, không đúng. Câu 18. Kinoa kaisha o yasumimashita. Hôm qua tôi đã nghỉ. Kaisha là công ty đúng không? Công ty, vậy thì chữ nào là chữ hội và chữ xã thì sẽ đúng đúng nhỉ? Một là gì nhỉ? Một là chữ công trong từ công viên. Và chữ sĩ trong từ công việc, shigoto, sai. Câu 2 là chữ công và chữ xã. 3 là chữ hội đúng nhỉ, hội và chữ sĩ. Và 4 mới đúng là kaisha, hội xã. Vậy đáp án đúng của chúng ta là yomba. Đấy, môn đề 1 và môn đề 2 là kiểu như vậy đúng nhỉ. Còn hai câu nữa này. Mada iwanai de kudasai. Mada iwanai de kudasai, đừng có iwanai de. Nào, một là gì đây? Một là chữ hành nhá. Chữ hành này có cách đọc, nếu là đi sẽ là ikanai de, hoặc là tổ chức sẽ là okonawanai de, chứ không phải là iwanai de. Như vậy một sai. Hai là chữ đứng là tatanai de đúng nhỉ? Đấy. Ba là đúng rồi, chữ nói là iru thì thành iwanai de. Bốn là gì nhỉ? Bốn là chữ ăn đọc là taberu. Nếu mà chia thể t là chia thể nai de là tabenai de. Thế nhưng có một cách đọc
ít dùng hơn đấy là cư, đúng nhỉ, cư là ăn đấy, nhưng mà nó xuồng xã, người ta gọi là cư wanai de nếu là phủ định nhá, chứ không phải là iwanai de, vậy là đúng là samba. Câu số 20, daigetsu kekkon shimasu, tháng sau tôi sẽ kết hôn. Daigetsu vậy là cái nào là chữ tháng sau đấy? Một là gì nhỉ? Một là chữ kim là kongetsu ở tháng này. Hai là daigetsu. Ba là gì nhỉ? Ba là raishu và đây là konshu, vậy đúng là samba, ni bằng. Tiếp theo môn đề 3. Môn đề 3 là môn đai từ vựng goi đúng nhỉ? Chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? Chúng ta sẽ dùng những cái từ hợp lý để cho vào, ví dụ người ta cho D này, asoko de takushi ni, ở nhà ở đằng kia này, hãy taxi norimashita, agarimashita, tsukimashita và harimashita, thì đương nhiên phải là lên taxi đúng không, vậy sẽ là ichi norimashita đúng nhỉ, không phải là agarimashita hay là tsukimashita hay là harimashita. Nào câu 1 này, watashi no heya wa kono apato no ni desu, cái phòng của tôi á nó gì đó của cái căn hộ này. Có số 2 đúng nhỉ? Đây chắc chắn là sao, là một đơn vị đếm rồi. Hong là đếm gì đấy? Đếm vật dài. Đây là căn hộ, căn phòng không phải là vật dài. Sát sự là vật mỏng đúng nhỉ? À xin lỗi, sát sự là đếm sách vở không phải. Đai là đếm máy móc phương tiện. Vậy thì đúng là mấy đây? À 4 đúng không? Kai là tầng đúng nhỉ? Ở tầng 2 nhá. Câu số 22 này. Sono naifu de ringo nani nani wo kudasai. Hãy táo bằng cái con dao đấy. Okite là thức dậy đúng không? Không ai nói là hãy thức dậy. Tsukete ở trong N5 mình học là gì nhỉ? Mình học là bật đúng nhỉ? Ví dụ bật điện. Đấy, đây quả táo không phải. Shimete là đóng cửa này, không đúng. Phải là kite đúng không? Nghĩa là cắt, động từ là kirimasu, kiru. Tiếp theo câu 23. Naninani wo wasuremashita kara jikan ga wakarimasen. Bởi vì tôi đã quên cái gì đó mà tôi không biết thời gian. Jisho là từ điển. Jisho là từ điển này. Chizu là bản đồ. Thoke là đồng hồ và saifu là ví. Vậy chắc chắn là liên quan thời gian phải là thoke đúng không? Đúng là ba nhé. Samba. Tiếp theo. Câu 24 này. Watashi no uchi wa eki ni chikai desu kara. Nani nani desu. Nhà của tôi bởi vì Ekinichikai là gần đúng không? Nhà của tôi bởi vì ở gần ga nên là như thế nào đó. Bên đi là gì nhỉ? Tiện lợi này. Jobu là bền chắc này. Ippai là nhiều đầy này. Và heta là kém. Vậy chắc chắn là nhà gần ga nên rất là bên đi, rất là tiện lợi đúng không? Không phải bền chắc được. Bền chắc là nó dùng cho kiểu như là đồ vật ấy đúng nhỉ? Đấy, khó hỏng, khó làm vỡ, làm rách thì dùng từ jobu này nhá. Ippai là chỉ số lượng rất là nhiều. Heta là cái năng lực kém cái gì đó, không đúng. Câu số 25 này. Natsuyasumi wa mainichi nani nani de oyogimashita. Vào kỳ nghỉ hè ấy, thì tôi đã bơi. Hàng ngày thì tôi bơi ở đâu? Restaurant là nhà hàng. Puru là hồ bơi. Elevator là thang máy. Và biru là tòa nhà. Chắc chắn là phải bơi ở hồ bơi đúng không? Đúng là Nibang. Puru. Tiếp theo. Câu 26. Shiranai kotoba ga arimashita kara sensei ni nani nani shimashita. Bởi vì có từ mà tôi không biết nên tôi đã gì đó sensei. Shitsumon, shitsumon là chữ chất vi vấn nghĩa là hỏi này. Benkyo là học. Renshu là luyện tập và jiugyo là giờ học, đúng nhỉ, là danh từ chứ không phải là động từ. Ấy, vậy thì đúng của chúng ta là ichi. Shitsumon shimasu là hỏi đúng không? Nó giống kikimasu. Bên kia tại sao không nói là tôi học sensei. Học này nó dùng cho cái việc tự học đúng nhỉ, chứ không nói là việc học từ người khác nhé. Nên chưa là luyện tập đúng nhỉ, mình luyện tập ấy thì mình chỉ có luyện tập với ai trợ thủ tố thôi đấy. Yu-Gi-Oh thì không đúng rồi, nên là akemasho, hãy gì nhỉ, akemas là mở đúng không, mở. Vậy thì chúng ta sẽ đi với từ gì đấy? Ofuro là bồn tắm này đúng nhỉ, mado là cửa sổ, eakon là điều hòa và thề bư rự là cái bàn. Vậy thì chúng ta phải là hãy mở gì đây nhỉ? À, mở cửa sổ đúng không? Nếu nó cho là gì đấy? Nếu nó cho động từ là tsukemasho ấy. Đấy. Tsukemasho là
Akemasho là gì nhỉ? Là bật ấy, thì chúng ta sẽ chọn 3 là Eakon nhé. Như đây là Akemasho, là mở thì phải là Mado. Câu 28. Kino gakko de takusan kanji o. Hôm qua này ở trường thì tôi đã gì đó kanji. Urimashita, bán. Mochimashita là chữ chì, đúng nghĩa là cầm nắm này. Oboemashita là nhớ. Và komarimashita là khó khăn. Chắc chắn là phải là nhớ kanji đúng không? Đúng là 3. Samba. Câu 29. Kono kohi wa sato takusan iremashita kara. Cái cà phê này ấy, bởi vì sato là đường đúng không? Takusan iremashita kara. Bởi vì đã cho quá nhiều đường, cho nhiều đường. Nên là nó như nào đây? Wakai desu là nó trẻ này. Kuroi là đen này. Marui là gì đây nhỉ? Marui là tròn. Và amai là ngọt. Chắc chắn là đường liên quan đến vị ngọt đúng không nhỉ? Amai. Đúng là 4. Câu 30. Tsuyoi kaze ga nani nani imasu. Fuite isoide tonde wa hashite. À, tsuyoi là mạnh, kaze là gió đúng nhỉ? Có thể là gió hoặc là cảm cúm. Nhưng mà đi với tsuyoi chắc chắn là phải là gió rồi. Gió thổi là động từ fukimasu. Thì đây sẽ là fuite imasu đúng nhỉ? Đáp án đúng là ichi, số 1. Tiếp theo, môn này 4 là người ta sẽ cho một câu mẫu. Đấy. Người ta cho một câu mẫu thì các bạn sẽ lựa chọn các câu nào mà gần nghĩa với câu đó, đúng nhỉ? Lên các môn đai, lên N4 chúng ta vẫn còn cái môn đai này, nhưng mà lên N3, N2, N1 thì chúng ta thay bằng môn đai từ đồng nghĩa nhé, chỉ là một từ chứ không phải là cả câu. Ví dụ đây người ta cho này, yube shikudai o shimashita. Yube ở đây là có nghĩa là tối qua đúng nhỉ? Tối qua tôi đã làm bài tập về nhà, thì tối qua sẽ làm mấy? Ototoi no asa là buổi sáng ngày kia đúng nhỉ? Sáng hôm kia. Ototoi no yoru là buổi sáng, buổi tối hôm kia. Kino no asa là sáng hôm qua. Và kino no yoru là buổi tối hôm qua thì phải là 4 đúng không? Người ta khoanh 4 vào đây nhé. Tương tự các bạn cũng làm các câu khác tương tự. Và câu số 31. Kore wa ryoshin no shashin desu. Đây là bức ảnh đúng nhỉ? Shashin là bức ảnh. Ryoshin là bố mẹ đúng không? Đây là bức ảnh bố mẹ. Vậy thì mấy đây? Ichi, kore wa sofu to sobo no shashin desu. Đây là ảnh ông và bà. Sai đúng không? Đây là ảnh chichi to haha, bố và mẹ. Đúng rồi, đúng là ni. Câu 3 là gì nhỉ? Đây là ảnh ani to, oto to, trai. Và 4 là gì đấy? Chị gái và em gái, không phải. Câu 32. Kono dansu wa yasashi desu. Kono dansu wa yasashi desu. Nó dùng với nghĩa là hiền lành, dịu dàng ấy. Thì đây chúng ta thấy là Kono Dansu là môn thể thao, chắc chắn là không thể là hiền lành, dịu dàng từ tính cách được. Do vậy nó phải mang nghĩa là dễ. Vậy thì đồng nghĩa với dễ thì nó chính là Ichi đúng không? Kono Dansu wa kantan desu. Đúng là Ichi nhá. Hai là tai hay là vất vả này. Tanoshi là vui, tsumarai là chán. Không liên quan đến từ yasashi. Câu 33. Fuku o sentaku shimashita. Tôi đã sentaku shimasu là tôi đã giặt đúng nhỉ? Tôi đã giặt, fuku là giặt quần áo. Vậy từ nào đồng nghĩa? Ichi là fuku o nugimashita. Nugimashita là cởi quần áo này. Watashimashita. Watasu là trao quần áo. Araimashita là bình thường mình hay dịch araimasu là rửa đúng không? Rửa bằng nước. Và kimashita là mặc. Thì mặc dù là nghe hơi lạ tai thế nhưng mà hợp lý nhất là trong trường hợp đây là trường hợp số 3 đúng nhỉ? Nhưng đa số người ta dùng là sentaku shimasu thì người ta không bao giờ người ta dùng araimasu mấy đâu nhá. Đấy, rửa này người ta dùng rửa tay, rửa mặt thôi. Trong quần áo thì người ta dùng cố định từ này. Câu này mình thấy cũng hơi buồn cười. Câu 34 này. Kono heya wa kurai desu ne. Kono heya wa kurai desu ne. Kurai là tối đúng không? Kurai. Vậy thì chúng ta có mấy đây? Ichi là gì nhỉ? Kono heya wa akarui desu ne. Phòng này sáng nhỉ? Sai. Câu 2. Kono heya wa akaruku nai desu ne. Không sáng. Chính xác, nó là đồng nghĩa với lại tối đúng không? Không sáng này. Câu 3 là gì nhỉ? Shizuka dạ nai là không yên tĩnh, và yên tĩnh thì không có liên quan đến sáng hay không sáng nhé. Câu 35, câu cuối cùng trong phần goi. Rin san wa mori san ni pen o kashimashita. Bạn gì nhỉ? Bạn Rin ấy đã cho bạn Mori đúng không nhỉ? Mượn bút. Vậy thì câu hợp lý lại là câu gì đấy? Rin san đã nhận bút từ Mori. Bạn đi cho bạn Mori mượn bút.
mà lại nói là bạn Ri nhận bút từ bạn Mori là sai đúng không? Câu 2 là gì nhỉ? Bạn Mori nhận bút từ bạn Ri. À, có vẻ đúng rồi. Câu 3 là gì đấy? Bạn Ri mượn bút từ bạn Mori, không phải bạn Ri cho mượn. Mori, bạn Mori mượn bút từ bạn Ri. À, đây chỉ là cho mượn thôi chứ không phải là cho hẳn. Nói vậy nói là nhận là không đúng nhá. Nhận là nó sẽ là trái nghĩa với cho, nhưng đây là kashima là cho mượn thì đối nghĩa của nó phải là mượn đúng không nhỉ? Vậy thì là bạn Mori mượn bút từ bạn Ri, đúng là Yombang. Đấy, đây là cái phần thi từ vựng của chúng ta có 4 môn đa như thế. Tiếp theo là phần ngữ pháp. Ở trong phần N4, N5 ấy, thì ngữ pháp và đọc hiểu người ta gộp chung với nhau. Tính điểm cũng tính điểm chung luôn. Đúng nhỉ? Cái phần từ vựng lúc nãy mà vừa chữa xong có 4 môn đa đấy thì tổng các bạn phải được trên 19 điểm thì mới... À không, xin lỗi, không phải. N4, N5 thì vẫn gộp vào tổng trên 38. Cả cái phần từ vựng ngữ pháp và đọc hiểu là sẽ là qua điểm liệt đúng nhỉ? Nhưng mà N3, N2, N1 thì tách riêng ra. Chúng ta xem câu đầu tiên của môn đề 1 ngữ pháp nhé. Người ta cho câu đề này, Kore enpitsu desu, đương nhiên là phải là wa đúng không? Khoanh ba. Watashi wa ashita no hikoki kuni e kaerimasu. Tôi về nước. Đúng nhỉ? Máy bay. À, chắc chắn là hikoki phải là phương tiện đúng không? Vậy vì là phải đi chợ từ đế đúng nhỉ? Không phải là ni ka hay o nhá. Câu 2 này. Ni bang, senshu depato de kaban nanani kutsu nado o kaimashita. Tuần trước tôi đã mua ở Bách Hóa. Kaban là gì nhỉ? Kaban là cặp sách này, kutsu là giày, nado. Vậy thì đây chắc chắn là có nado sẽ phải là ya đúng không? Đúng là yombang. Đấy, tôi đã mua những cái như là cặp sách này, giày này. Wa thì không phải này cho nên làm chủ ngữ đúng không? Mo không phải. Nếu mà mình mua cái gì mình cũng mua, đây là mô, đây cũng là mô, nhưng mà cái ngữ pháp này là năm chưa học. Ế là chỉ phương hướng di chuyển, không đúng. Watashi wa maiasa shichiji goro ie demas oto ga wa de. À, chắc chắn là chúng ta có gì đây? Chúng ta có ra khỏi nơi nào đó, chúng ta có câu khẩu quyết là gì nhỉ? Vào gì đây? Vào ni ra o. Thì ra khỏi nhà sẽ phải là chợ thứ o. Đấy. Ở đây cũng may người ta không cho ní đúng không nhỉ? Câu 4 này. Kino super de Tanaka-san aimashita. Hôm qua ấy, ở siêu thị thì đã gặp Tanaka. À, đã gặp ở đâu đó thì chắc chắn phải là trợ từ gì đấy. Đi với động từ aimashita phải là trợ từ ní đúng không nhỉ? Đấy, gặp người ấy, đằng trước là người sẽ là ní hoặc tố. Thế nhưng đây không có tố, chúng ta chọn luôn là ní. Nhưng mà đi thi không bao giờ có cái việc mà sẽ xuất hiện cái bài mà cả hai đáp án đều đúng đâu, các bạn yên tâm. Câu 5 này. Watashi no uchi no hondana wa kyonen chichi gì đó tsukirimashita. Cái giá sách ở nhà của tôi ấy, là năm ngoái chichi tsukirimashita, bố tôi làm đúng không nhỉ? Đương nhiên là bố tôi làm, bố tôi là chủ thể thì phải là trợ từ ga, đúng là 2. Câu số 6 này. Kyo yaoya de ringo o kaimashita. Itsutsu gì đó 300 yen deshita. Hôm nay thì tôi đã mua táo ở cửa hàng rau, 5 quả hết 300 yên. À, cố định là itsutsu de đúng không? Đấy, nó giống như là minna de nhá, zenbu de, thì đây cũng vậy, itsutsu de đáp án đúng là 300. Câu số 6 này hơi khó đấy, nhưng mà các bạn nhớ rằng cái số lượng từ mà đằng sau là tổng tiền thì các bạn sẽ dùng trợ từ đế trước số lượng từ, sau số lượng từ đấy. Câu 7 này. Kino sukoshi samukata desu ga kyo samuku nai desu. Hôm qua thì sukoshi samukata là gì nhỉ? Hôm qua thì hơi lạnh, nhưng hôm nay thì không lạnh. Thì trong trường hợp để mà gì nhỉ? Để mà sự so sánh đối nghĩa nhau như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái cụm gì đấy, wa đúng rồi, một. Rất những cái này ni ni hay là ô thì mô mô không đúng. Hôm qua gì đây nhỉ, ní với ô chắc chắn là sai rồi đấy, chỉ còn nó có thể wa mô hay là ga thôi, thì đây không có ga, còn mô và wa. Mô thì sao, hôm qua cũng lạnh một chút nhưng hôm nay cũng không lạnh, không ai nói vậy, rất là buồn cười, phải là wa nhá. Cái này thực ra là ở trong bài 27 mới học cơ, min 2. Đấy. Câu 8. Minami michi wa minami machi wa
Umi ga kirei gì đó, shizuka desu. Đây là chúng ta đang thấy người ta liệt kê đúng không? Cái thành phố Minami ấy, biển đẹp này, yên tĩnh. Thì đương nhiên là khi liệt kê mà kirei là tính từ đuôi na phải dùng dạng de, đúng rồi. Đấy, tính từ đuôi nào danh từ là de, động từ là te, còn tính từ đuôi y là kute nhá. Nhiều bạn bây giờ liệt kê tính từ vẫn dùng tố bình thường, không ai dùng thế hết đâu. Nào chúng ta xem này. Câu 9 này. Maegawa này nói này. Hayashi-san ni aru kamera wa Hayashi-san no desu ka? Ie. Tanaka-san no desu yo. Cái máy ảnh ở gì đó là của Hayashi à? À không, là của Tanaka đấy. Bạn này hỏi bạn này đúng không? Là à, cái này của cậu phải không? Vậy thì là soko, doko, sono hay là dono? À chắc chắn là không thể là dono hay là doko được đúng nhỉ? Bởi vì đây không phải là hỏi vị trí mà chỉ là xác nhận thôi. Xác nhận thì nó phải là cái từ gì nhỉ? À soko hoặc là sono đúng không? Nhưng sono đằng sau phải là danh từ. Đấy, ví dụ sono hito người đó này, rồi sono pen cái bút đó. Nhưng đây là không có danh từ đằng sau mà đằng sau là trợ từ ní luôn, chắc chắn phải là soko đúng nhỉ? Cái camera ở đằng đó là của bạn hả? Không phải. Câu 10. A nói gì đây nhỉ? Senshu hajimete suki o shimashita. Tuần trước ấy thì mình đã lần đầu tiên chơi trượt tuyết. So desu ka? Deshita ka? À, totemo tanoshii kata desu. Thế à? Rất là vui. Vậy thì chắc chắn cái người B phải hỏi là như thế nào, vì thường mình hay dùng từ như thế nào là từ đô đúng không? Thì có một cách lịch sự hơn đô đấy, đó chính là ikaga, đó đúng là ni bằng nhá. Đấy, nhớ là ikaga chính là lịch sự hơn của đô. Ikutsu là gì nhỉ? Ikutsu là có thể là mấy cái đúng không, hỏi là mấy cái này. Donata là hỏi người, ai vậy, vị nào vậy. Dochira là cái nào, không đúng. Đây người ta trả lời là totemo tanoshikata thì phải hỏi tính chất, sẽ phải là ikaga. Nhớ câu này nha. Câu số 11. Mori nói gì đây? Ken-san, daigaku no jūgyō wa hajimarimashita ka? Là Ken-san, cái giờ học ở đại học ấy đã bắt đầu chưa? Ie desu. Rashiu hajimarimasu. Chưa. Tuần sau mới bắt đầu. À vậy chắc chắn phải là Mada nhỉ? Vẫn chưa bắt đầu đâu. Đúng là Yomban. Câu 14. Bioin de, ở bệnh viện này. Isha, bác sĩ nói gì đây? Kyou kara ishuukan kusuri o nonde raishuu no getsuyobi ni nani nani kite kudasai. Bác sĩ nói là từ hôm nay ấy, hãy uống thuốc một tuần, rồi thì hãy đến vào thứ hai tuần sau đúng nhỉ? Thứ hai tuần sau. Takusan, amari, mata hay là dandan. Chúng ta có từ takusan nghĩa là nhiều, nó đi với lại những từ như là ăn, uống, xem, đấy, vân vân, đọc ấy, đúng nhỉ? Những cái từ có thể định lượng được. Amari là không lắm, đi với thể nai. Mata là lại đúng nhỉ? Và dandan là gì, dần dần, đi với lại cái trở nên ấy, narimashita. Thì đây chắc chắn là đi với kite kudasai là lại đến nhé, đúng là ba đúng nhỉ? Chichi wa mayasa kohi o nagara shimbun o yomimasu. À đây là một ngữ pháp của N4, bài 28 đúng nhỉ? Người ta sẽ không cho hoàn toàn là ngữ pháp của gì đấy, của N3, à xin lỗi, của ngữ pháp N5 là trong 25 bài đầu đâu. Người ta không có giới hạn, một cái giáo trình nào giới hạn cái điều đấy cả, mà người ta có thể cho bất kỳ điều gì đó. Thì vẫn có một số ít kiến thức của N4 nhảy xuống nhá. Thì ngữ pháp nagara nghĩa là vừa làm cái nọ vừa làm cái kia. Các bạn sẽ bỏ thẻ mát sự và cộng với nagara. Vậy thì động từ nomimasu sẽ là nomi nagara đúng không? Đáp án số 2. Câu số 14 này. Watashi wa chisai toki natto ga suki gì đó deshita. Tôi khi còn nhỏ ấy thì tôi gì đó deshita. À ấy, đây là từ suki là thích. Thích thì không thể là nai. Suki nai deshita hay là suki ja nai deshita đúng nhỉ? Hay là suki arimasen deshita, mà phải là suki ja arimasen deshita. Đây là câu phủ định của gì nhỉ? Của tính từ đuôi na ở thì quá khứ nhá. Đấy sẽ là ja arimasen deshita. Câu 15 này.
Kekiya de ở cửa hàng bánh. Mise no hito, người trong cửa hàng nói irasshaimase, chào mừng quý khách này. Yamashita nói là sumimasen. À, ichigo no keki o futatsu. Mise no hito nói là gì đây nhỉ? Xin lỗi, làm ơn đúng không? Hai cái bánh bánh táo, à, bánh dâu chứ, ichigo là quả dâu tây. Người nhân viên mới nói là vâng, cảm ơn. Hết 800 yên đúng nhỉ? Vậy thì bạn này đi mua hàng. Vậy thì khi mua hàng thì bạn nói là hãy cho tôi đúng nhỉ? Chúng ta được học ở ngay cái bài số 2, bài số 3 ấy là hãy cho mình cái gì đó sẽ ano kudasai đúng là sanban kudasai nhá. Arimasu ka hay hoshii desu ka là tôi muốn có hay là có không thì phải đi với trợ từ ga, không phải là trợ từ ô như thế này. Dozo là không đúng rồi đúng nhỉ? Dozo phải là cái người bán hàng đưa cho bạn kia thì mới dùng. Câu 16 này. Bạn đi nói gì đấy? Nichiyobi ni watashi no ie de An san to benkyou o shimasu. Là chủ nhật á thì bạn gì đây nhỉ? Bạn An này ấy, bạn ấy tôi sẽ học với bạn An ở nhà tôi thì kimu san mo, bạn kimu cũng, bạn kimu trả lời à ikitai desu. Tôi muốn đi. Vậy thì chắc chắn là lời trên phải là một câu rủ rê đúng không? Vậy thì phải là ichi kimasen ka đúng nhỉ? Kite imasu ka là đang đến hả? Sai. Kimasen deshita ka đã không đến. Kite imashita ka ở đây chúng ta có là gì nhỉ? À, việc này chưa xảy ra, do vậy là cái nào quá khứ là sai nhá. Quá khứ hiện tại tiếp diễn là sai, đúng phải là một đúng nhỉ? Lại còn là câu rủ rê nữa. Tiếp theo chúng ta có môn đai 2 là môn đai dấu sao. Môn đai dấu sao là môn đai các bạn sẽ phải xếp những từ người ta cho sẵn này vào đây đúng nhỉ, để tìm ra vị trí dấu sao để khoanh cho hợp lý. Chúng ta có câu ví dụ này, ví dụ câu A người ta rồi có từ cả có đúng nhỉ, và B là Yamada san desu, có desu wa anohito và dare, chắc chắn chúng ta đã được học rồi sẽ là gì nhỉ? Anohito wa dare desu ka sẽ là 3 2 4 1. Vậy dấu sao ở vị trí chữ đa đệ, vậy khoanh số 3 đúng nhỉ? Tương tự các bạn sẽ làm nhé. Nào, câu 17 này. Takushi no naka de, ở trong taxi. Bạn A nói gì đây nhỉ? Sumimasen, tsugi no gì đó, magatte kudasai. Hai, wakarimashita. Vâng, tôi biết rồi. Có ni, shingo, migi và o. Nào, đầu tiên chúng ta có rẽ. Rẽ sang đâu đó chúng ta phải là có trợ từ là trợ từ ni hoặc trợ từ e đúng không? Vậy thì trước đây chắc chắn phải là một đúng nhỉ? Tiếp theo nữa là gì đây? Là hướng đúng không nhỉ? Hướng phải sẽ ở đây có từ số 3 là migi đúng không nhỉ? Vậy là ở đây sẽ là 3, đây là 1. Rẽ ở đâu đó, à tsugi no đằng sau no này phải là danh từ, vậy là phải là shingo đúng nhỉ? Vậy 2 ở đây, vậy thứ tự đúng là 2 4 3 1. Câu này chúng ta quá quen rồi đúng không nhỉ? Ở trong phần Mina ấy, là hãy rẽ ở đâu, hãy rẽ sang trái hay sang phải ở đâu đó là tsugi no shingo migi ni magatte kudasai, hãy rẽ sang bên phải ở cái chỗ đèn tín hiệu tiếp theo đúng nhỉ? Vậy thì câu này chúng ta sẽ khoanh mấy đây? À tsugi no shingo đúng nhỉ? Tsugi no shingo 2 đây này, ố vào đây, migi vào đây và ni vào đây, vậy thì khoanh đáp án số 4. Câu 18. Watashi wa nichiyobi ni ani ne dekakemashita. No ne to koromo issho ni. Tôi ấy đã ra ngoài chủ vào chủ nhật anh trai. No ne to là với này, koromo đứa trẻ và cùng với, à chắc chắn ở đây chúng ta phải có gì nhỉ? Phải có là ani no koromo đúng không? Tức là con của anh trai đúng không? Đấy, bọn trẻ của nhà anh ấy. Đấy. Chúng ta có trợ từ no nhá, là nối hai danh từ với nhau. Mà đây chúng ta có kodomo và đây là ani, chắc chắn là đằng sau đây phải là no. Đây và đây là kodomo đúng không nhỉ? Vậy còn to isho ni thì cấu trúc cố định luôn là to isho ni đúng không nhỉ? Hit người cộng với to cộng isho ni tức là làm gì với ai. Vậy thì chúng ta sẽ phải có 2 và trước 4 đúng không nhỉ? Thứ tự của chúng ta là 1 3 2 4. Đấy. Tôi đã ra ngoài vào chủ nhật tuần trước, đã ra ngoài cùng với lũ con của anh trai đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ khoanh mấy đây? Khoanh 2.
Câu 19. Kino kata okashi wa nani nani deshita? Iro kirei ga và marukute. Cái kẹo okashi, okashi đây là kẹo nhé, kẹo mua hôm qua thì deshita, đuôi là deshita này, màu này, kirei là đẹp này, ga này, marukute là tròn này. Đấy. Thì các bạn có deshita thì đằng sau nó phải là tính từ đuôi na hoặc là gì nhỉ? Hoặc là danh từ đúng không? Thì có thể là iro hoặc là kire. Thế nhưng lại để ý lại có thì đấy lại có trợ từ ga, vậy chắc chắn nó phải là cái kiểu là iro ga kire đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta phải có là marukute đầu tiên. Đấy, marukute là nối thẻ T nhá. Xong là iro ga kire deshita đúng không nhỉ? Nó chỉ là cái tính chất của cái kẹo đấy là có cái màu sắc rất là đẹp. Đúng là 4 1 3 2 khoanh 3. Câu số 20. Eki no nani nani de dashi o kaimashita. Tôi đã mua tạp chí ở này. Chúng ta có này, Eki no này, ni aru chikaku và Honya. Trước cái đế này chắc chắn phải là gì đấy? Chắc chắn phải là một từ chỉ địa điểm, đúng nhỉ? Vậy ở đây có từ nào chỉ địa điểm đấy? Ở từ đấy là từ Honya, mua tạp chí ở hiệu sách. Đúng rồi, đúng là cho 4 ở đây nhá. Vậy thì trước đấy có thể là từ nào? Hiệu sách. Ekino đằng sau là cần một danh từ. Vậy ở đây hiệu sách đã được cố định vào đây, vậy chắc chắn danh từ, vậy còn lại phải là chikaku. Vậy thì cho chikaku vào đây. Đấy, chikaku vào đây. Vậy thì còn ni và aru chắc chắn là phải là ekino chikaku ni aru. Vậy thì là 3 2 à xin lỗi. Cho 3 được vào đây rồi đúng nhỉ? Vậy thì còn đằng sau là ni và đằng sau nữa là aru. Vậy thì đáp án số mấy đây? Đáp án số 2. Ekino chikaku ni. Ekino chikaku ni aru honya de, đúng nhỉ? Mua ở một cái hiệu sách mà ở gần gì đây nhỉ? Ở gần ga đúng không? Khoanh 2 nhá. Câu 21 này, senshu no kōcha wa totemo oishikatta desu. Kōcha là hồng trà đúng không? Hồng trà này của cái gì đó tuần trước rất là ngon. Morata là nhận này, tomodachi là bạn, gaikoku là nước ngoài và ni là gì nhỉ? Ni là trợ từ đúng không? Thì chúng ta có kōcha là hồng trà. Đây là no, vậy đằng trước này phải là danh từ. Ở đây chúng ta thì có danh từ đấy là tomodachi và từ gaikoku. Đấy. Vậy thì có thể là cái nào đây? Hồng trà của nước ngoài hay hồng trà của bạn? Các bạn lại có từ morata. Đấy, morata là nhận đúng không? Nhận. Thì đằng sau cái từ morata này phải là gì? Đằng sau từ morata là phải là ngữ pháp đúng không nhỉ? Ví dụ như là những ngữ pháp như là kara này, hay là một số ngữ pháp mà đằng trước là futsuke ấy, hoặc là dạng danh từ. Ở đây chúng ta không thể có ngữ pháp, vậy chắc chắn phải là danh từ. Vậy thì có thể là gaikoku hay là tomodachi. Đấy, chúng ta lại có từ ni. Ni là morata là nhận. Vậy nhận từ ai sẽ là gì nhỉ? Phải là gì nhỉ? Tomodachi ni morata gaikoku. Gaikoku no kōcha. Đúng rồi, từ tự đúng của chúng ta là mấy đây? Hai đúng nhỉ? Hai cho vào đây nhá. Ni ở đây nhá là nhận từ bạn tuần trước này. Rồi thì morata là cái mà nhận từ bạn ấy, và đây là gaikoku là trà nước ngoài mà nhận từ bạn đúng nhỉ? Thứ tự đúng của chúng ta là mấy nhỉ? Đúng rồi. Hai này. Bốn này, một này, ba này, khoanh một. Đấy, để làm được bài dấu sau này thì các bạn sẽ cần phải quan sát đầu cuối của cái câu, của cái câu người ta cho đấy. Tiếp theo nhá, đây tức là phần này này, các bạn được xem đầu cuối cấu tạo như nào, đi với nó là ngữ pháp gì đúng không nhỉ? Tiếp theo các bạn phải xem những cái từ này này nó kết hợp với nhau như nào. Đấy, ví dụ như là morata thì nó phải là, nó là ví dụ như là nhận thì phải nhận từ ai đúng không? Đấy, với các bạn dịch nghĩa nữa thì các bạn sẽ có thể chọn được đáp án đúng. Tiếp theo bài ngữ pháp trong đoạn văn.
Ngữ pháp trong đoạn văn ấy, người ta thậm có nơi thì gọi là bài đục lỗ, đúng nhỉ? Bài đục lỗ thì chúng người ta sẽ cho một đoạn văn và người ta để khuyết trống một vài chỗ, và các bạn sẽ có nhiệm vụ là sẽ phải nhờ phải điền cho hoàn chỉnh cái đoạn văn đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái đoạn này nhé. Nin san to me san wa watashi no suki na nomimono no sakubu wo kaite kurasu no minna no mae de yomimasu. Bạn Nin san và bạn Me san đã viết, đúng nhỉ? À, sẽ viết một cái bài, viết một bài sakubun về cái nomimono, cái đồ uống yêu thích của bạn ý, và sẽ đọc ở trước lớp, đúng không? Đây là bài của bạn Nin san và dưới đây là bài của bạn Me san nhé. Chúng ta cùng xem này. Bài 1. Nin san no sakubun. Watashi no suki na nomimono wa kuramono no juice desu. Cái đồ uống mà watashi no suki na mà tôi yêu thích ấy là gì đây nhỉ? Là nước hoa quả, đúng không? Daisuki na juice wa suika juice desu. Cái nước mà tôi rất thích đấy là nước suika. Suika là quả dưa hấu. Watashi no kuni de wa iroiro na mise ni arimasu. Là gì đấy? Ở nước của tôi thì có gì nhỉ? Có rất là nhiều, có ở rất là nhiều cửa hàng. Đấy. Người ta bắt các bạn phải điền cái 22 là cái gì? Ở đây có câu này, Nihon de wa utteiru mise o shirimasen. Tôi không biết cái cửa hàng mà bán cái đấy ở Nhật. Câu này là gì nhỉ? Ở nước tôi bán rất nhiều cửa hàng. Và câu dưới là tôi không biết cái cửa hàng bán cái đó ở Nhật. Vậy thì chúng ta sẽ xem phần đề bài dưới xem cái 22 nó bắt chúng ta điền cái gì nhá. 22 bắt điền từ nối, đúng nhỉ? Dakara demo itsumo wa motto. Dakara là vì vậy, nối quan hệ nguyên nhân kết quả, đúng nhỉ? Đấy. Demo là tuy nhiên, nhưng itsumo là luôn luôn, và motto là thêm nữa, hơn nữa, thì chắc chắn phải là 2, đúng không? Bởi vì sao? Nó đang nối hai mệnh đề ngược nhau. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ở nước nó thì bán ở nhiều nơi, nhưng ở Nhật nó lại không biết bán ở đâu cả. Đấy, do vậy là phải là 2, demo. Tiếp này. Nihon de suki na juice wa ringo juice desu. Cái nước hoa quả được yêu thích ở Nhật ấy, đó, nước hoa quả mà nó thích ở Nhật đấy là nước táo. Nó uống hàng ngày. Minasan wa nan no juice ga suki desu ka? Suki na juice wo. À, mọi người ấy thích cái gì nhỉ? Thích cái nước hoa quả nào? Và câu 23 đúng nhỉ? Người ta bắt điền tiếp này, chúng ta xem nhé. Cũng có sẵn là suki na juice wo và 23. Xem 23 là thế nào. Oshiete kudasai, hãy chỉ cho tôi. Oshietai desu, tôi muốn chỉ. Oshimasu yo, tôi sẽ chỉ đấy. Oshiete masu, tôi đang chỉ. Vậy chắc chắn phải là mấy đây? 1, đúng rồi. Có nghĩa là gì nhỉ? Câu kia người ta đang hỏi là gì nhỉ? Các bạn thích cái nào, đúng không? Thì phải là hãy chỉ cho tôi cái loại các bạn thích nhá. Phải là ichi. Đấy là bài đầu tiên. Bài số 2 này, bài số 2 sẽ có 3 đoạn trống của bạn Mê này. Watashi wa kissaten de nomu kohi ga daisuki desu. Tôi rất là thích cà phê uống ở cửa hàng giải khát, đúng nhỉ? Ở quán nước này. Senshu mo kissaten de oishi kohi o nomimashita. Vào tuần trước ấy thì tôi cũng đã uống cà phê ngon ở cái quán giải khát, đúng nhỉ? Senshu no doyobi wa ii tenki deshita. Thứ bảy tuần trước thì thời tiết rất là tốt, rất là đẹp. Hiru ni kaimon shite kara, buổi trưa sau khi đi mua sắm ấy, thì kissaten ni, à, nó bắt các bạn điền ở đây nhá. Các bạn xem cái 24 này là mấy này. Đấy, có kissaten ni, vậy thì ni đây là mấy? Hairu kara desu. Haitta kara desu. Hairimasu và hairimashita. Đấy, hairu kara desu. Cái dạng kara desu nghĩa là vì như vậy, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ dùng để diễn tả quan hệ nguyên nhân kết quả. Đây không có nguyên nhân kết quả, do vậy loại 1, 2 chỉ còn 3 với 4 thôi. 3 là thì hiện tại, 4 là thì quá khứ. Thì chúng ta xem lại xem câu đấy là thì hiện tại hay quá khứ nhá. Senshu no doyobi là tuần trước, buổi trưa. À, vậy thì đây là câu quá khứ. Vậy thì phải là mấy? 4, đúng rồi, tôi đã vào. Yomba. Tiếp theo này. Name wa hana desu. Tên của nó là hana. Hana gì đó. Kohi wa yasukata desu. Hana rồi cà phê wa yasukata desu. À, người, câu 25 người ta bắt chúng ta điền đây chắc là một trợ từ, đúng nhỉ? Kara to no và yori. À, chắc chắn phải là no rồi, đúng không? Có nghĩa là gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái cà phê của cái quán
Hana này rất là ngon, à rất là rẻ, thì phải là no nhá. Hana là danh từ và kohi cũng là danh từ, do vậy nối nhau bằng no, không phải là karato hay là cái từ yori kia. Câu cuối này, watashi wa nihai nomimashita, tôi đã uống hai tách. Raishu mo hana ni kohi o, tuần này tôi cũng gì đó đúng nhỉ, à, cà phê này, đây chắc là đến uống rồi. Nonde ikimasu, nonde kimasu, nomi ni ikimasu và nomi ni kimasu chắc chắn là phải là dạng đến, đi đến đâu để làm gì, thì phải là vemasu, bỏ masu cộng với ni cộng với ikimasu, kimasu hay kaerimasu. Như vậy là các bạn loại 1 và 2 đúng không, không thể là đế được mà sẽ là 3 hoặc là 4 nhá. Vậy thì chúng ta xem cái đấy là như thế nào đây. Động từ đến và động từ đi thì nó bảo là tuần này nó dự định nó sẽ đi đến đấy, tức là bây giờ nó đang không có mặt ở đó đúng không nhỉ. Nếu nó đang ở đó, nó đến rồi thì là kimashita, thế nhưng mà nó chưa đến thì phải là ikimasu, đúng là 3. Đấy, đấy là cái phần ngữ pháp. Tiếp theo là các bài đọc hiểu của chúng ta này. Bài đọc hiểu của N5 thì nó chưa có nhiều phức tạp lắm đâu, do vậy là các bạn cố gắng đọc nhá. Chúng ta sẽ có 3 bài đọc ngắn này, rồi chúng ta sẽ đọc qua một chút. 私は毎朝ご飯と納豆かパンと卵を食べて学校へ行きます。Tôi mỗi sáng ấy thì tôi sẽ ăn gì đây nhỉ? Tôi sẽ ăn cơm với lại natto. Natto là món đậu tương lên men. Đúng nhỉ? Đối với nhiều người rất là khó ăn bởi vì mùi hôi. Thế nhưng mà nếu mà ai ăn được thì thấy rất là ngon đấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trứng với lại bánh mì đúng không? Đấy, tôi hàng sáng thì ăn cơm với lại natto hoặc là trứng và bánh mì. Sau đấy thì đến trường. Demo kesa wa nanimo tabemasen deshita. Thế nhưng mà sáng nay thì tôi không có ăn gì cả. Banana wo gakko e motte ikimashita. Tôi đã mang banana là gì nhỉ? Là chuối. Tôi đã mang chuối đến trường. Okita jikan ga osokatta kara desu. Nãy các bạn thấy có kara desu đúng không? Tức là vì đúng nhỉ? Đây là cái tình trạng và đây là giải thích cái nguyên nhân của tình trạng đấy, thì người ta dùng là kara desu nhá. Là vì cái okita jikan, cái thời gian dạy của tôi nó bị muộn đúng không nhỉ? Bởi vì tôi dạy muộn. Vậy thì câu hỏi này. Kesa watashi wa gakko e iku mae ni nani wo tabemashita ka? Sáng nay tôi trước khi đi đến trường đã ăn cái gì? Đây thì chúng ta có là demo kesa wa nani mo tabemasen deshita. Là đúng không? Đấy là sáng nay không ăn gì cả, thì từ đây chúng ta đọc xuống chúng ta chọn được luôn đáp án rồi. Là gì nhỉ? Sambang là gì đây? Nani mo tabemasen deshita. Còn gohan to natto hay là pan to tamago là mọi khi là như vậy nhá, nhưng hôm nay không phải là vậy đúng. Đây có từ hiện tượng là từ kesa, sáng nay. Banana tabemasen là mang đến trường ăn chứ không phải là trước khi đi học, đúng là số 3. Thì bài đọc hiểu rất là nhiều điểm, do vậy các bạn cố gắng là làm đọc hiểu tốt. Đại gakku de gakusei ga kono kami wo mimashita. Ở trường thì học sinh đã xem được cái mẫu giấy này. Chúng ta xem nội dung mẫu giấy là gì nhá. Nihongo 1 to Nihongo 2 no class no minasan e, gửi đến các vị, đúng nhỉ? Gửi đến các bạn của lớp tiếng Nhật 1 và 2 này. Kyo Degawa sensei wa ohiru made oyasumi desu. Hôm nay thì thầy Degawa sẽ gì đấy, sẽ nghỉ cho đến trưa đúng không? Gozen no Nihongo 1 no class wa arimasen. Cái lớp học Nihongo 1 vào buổi sáng ấy thì sẽ không có đúng nhỉ? Gogo no Nihongo 2 no class wa arimasu. Cái lớp học Nihongo 2 vào buổi chiều thì có. Nihongo 1 no shugudai wa raishu dashite kudasai. Cái lớp học, cái bài tập của lớp học 1 ấy thì hãy nộp vào tuần sau. À, xem câu hỏi là gì nhá. Câu 28 này. Daigaku wa Nihongo 1 no class no gakusei ni nani ga iitai desu ka? Trường đại học ấy muốn nói điều gì với học sinh của lớp 1? À, vậy chúng ta xem lại lớp 1 nó xem có những thông tin gì nhá. Lớp 1 này, đây là gì đấy? Buổi sáng không có lớp và buổi và bài tập phải nộp vào tuần sau. Đấy, đây có Nihongo 1. Nihongo 1 là hai cái thông tin liên quan đến lớp 1 đúng không? Buổi sáng không có lớp và buổi chiều phải nộp bài tập. Vậy thì chúng ta phải chọn cái đấy. Nào, 1 này. Kyo kurasu wa arimasen. Shukudai wa gogo dashite kudasai. Buổi bài tập nộp vào buổi gì đấy? Hôm nay thì không có lớp. Gì nhỉ? Bài tập thì nộp vào buổi chiều sai.
nộp vào tuần sau, bài tổng nộp vào tuần sau thì chúng ta sẽ chỉ có thể 2 hoặc 3 đúng không? Đấy. Cái câu 4 nó bảo là kyo kurasu ga arimasu kara sugurai o dashite kudasai. Vì hôm nay có giờ học nên là hãy nộp bài tập vào hôm nay là sai rồi. 1 và 4 sai, còn 2 và 3. Xem 2 và 3 khác nhau chỗ nào nhá. Kyo kurasu ga arimasen. Hôm nay không có lớp. Bài tập thì hãy nộp vào tuần sau. Và kyo kurasu ga arimasu ga sugurai wa raishu dashite kudasai. Hôm nay thì có lớp nhưng mà bài tập thì nộp vào tuần sau. Vậy thì đúng là mấy đây? Xem nào. À, lớp Nihongo 1 là vào buổi sáng thì nghỉ đúng không? Không có, vậy thì phải là đáp án 2, ni bằng. Đúng nhỉ? Tiếp theo, bài 3. Bài 3 này, kaisha de Bogo-san no tsukue no ue ni kono memo to nimotsu ga arimasu. Ở trên bàn của Bogo-san ấy thì có một cái mẩu ghi chú này kèm với lại nimotsu, kèm với đồ đạc. Chúng ta cùng xem là gì nhá. Bogo-san này. Bạn Tada, bạn ấy viết cho Bogo-san đúng không? 10 giờ goro, yubin kyoku no hito ga kono nimotsu o to ni kimasu kara nimotsu to okane o watashite kudasai. Là vào khoảng 10 giờ ấy thì yubin kyoku no hito, tức là người của bưu điện đúng không? Người của bưu điện họ sẽ kono nimotsu o tori ni kimasu kara, người ta sẽ đến để lấy cái hành lý này. Do vậy là hãy nimotsu to okane watashite kudasai, hãy đưa tiền và hành lý đấy cho họ và đồ cho họ đúng không? Okane wa ni Nakanishi san ga motte imasu, tiền thì bạn Nakanishi đang motte imasu, đang cầm đúng nhỉ? Yubin kyoku no hito ga kuru mae ni morai ni itte kudasai. Đây có ngữ pháp mae ni, trước khi mà người của bưu điện đến ấy thì anh hãy đi đến chỗ đấy để lấy đúng không? Morai là nhận đúng nhỉ? Hãy đi đến đấy để nhận, tức là đi đến chỗ của bạn Nakanishi đấy đúng nhỉ? Yoroshiku onegaishimasu, rồi nhờ anh. Thì chúng ta xem nhé. Kono memo o yonde Bogo-san wa hajime ni nani o shimasu ka? À, đọc cái memo này xong thì bạn Bogo đầu tiên sẽ phải làm gì? Một này là gì đây nhỉ? Đó là nhận tiền từ Nakanishi. Hai là gì đấy? Trao tiền và hành lý cho Nakanishi, chắc chắn là sai rồi. Một thì có việc là bạn đấy sẽ đến để nhận tiền đúng nhỉ? Có thể một sẽ đúng, chúng ta đọc tiếp này. Hai là gì đấy? Yubin kyoku no hito ni nimotsu o moraimasu, nhận hành lý từ người của bưu điện, sai phải là đưa hành lý cho người ta đúng nhỉ? Bốn là gì đấy? Trao tiền và cái này cho người của bưu điện, không phải là làm bây giờ mà phải là gì nhỉ? Phải là lấy tiền từ cái bạn Nakanishi này trước rồi mới sau đấy thì người kia đến thì mới vậy nhá. Đây chúng ta có gì đây nhỉ? Yubin kyoku no hito ga kuru mae ni, đều ai? Trước khi cái người của cái bưu điện này đến ấy thì hãy đến lấy, vậy thì phải đi đến lấy tiền trước. Đấy. Đúng, phải là ichi. Bài đọc của N5 thì nó không có bài đọc chung, chỉ có 3 bài ngắn, một bài dài. À, một bài chung và một bài tìm thông tin. Kore wa Chin-san ga kaita sakubun desu. Đây là cái bài viết văn của bạn Chin nhé, chúng ta cùng xem nhé. Machigaemashita. Chin-shun đúng nhỉ? Tôi đã có một lỗi sai, tôi đã mắc lỗi đấy. Watashi wa kino no nichiyobi tomodachi to sakka o shimashita. Là gì nhỉ? Tôi vào ngày chủ nhật hôm qua ấy thì đã chơi bóng đá với bạn tôi đúng không? Asa kara yugata made shimashita kara totemo tsukaremashita. Vì gì đây nhỉ? Vì đã chơi từ sáng cho đến tận yugata là vào chiều tối ấy, tầm khoảng 6 giờ ấy đúng nhỉ, 5 6 giờ ấy. Nên rất là mệt. Yube wa bangohan o tabeta ato de sugu ni nemashita. Tối hôm qua đúng nhỉ, yube là kino no bang chúng ta vừa học lúc nãy, vừa làm lúc nãy trong bài trong cái câu hỏi ví dụ. Yube wa bangohan o tabeta ato de sugu ni nemashita. Tối hôm qua ấy, sau khi ăn cơm tối thì tôi đã ngủ ngay. Desu kara, vì thế kyō no kanji testo no benkyō ga dekimasen deshita. Vì vậy mà tôi đã không thể nào mà học được cho cái bài testo, bài test kanji vào hôm nay. Tiếp theo này.
Kesawa goji ni okimashita. Sáng nay tôi đã dậy lúc 5 giờ. Shawa o, người ta gạch chân, chắc chắn là người ta đã hỏi cái đoạn gạch chân này nhá. Thì chúng ta xem đoạn gạch chân là sáng nay tôi dậy lúc 5 giờ là hỏi cái câu gì. Shawa o abite asagohan o tabemashita. Là gì đây nhỉ? À, tôi tắm này, rồi thì tôi gì đấy? Tôi ăn cơm sáng đúng không? Sore kara sugu kanji no tekisto no 41 peji kara 60 peji made benkyou shimashita. Đấy, sau khi tôi tắm, tôi ăn sáng xong thì sau đấy ngay lập tức tôi đã học từ gì nhỉ? Từ trang 41 đến trang 60 đúng không, của sách kanji. Sore kara gakkou e ikimashita. Và sau đấy thì tôi đi đến trường đúng không? Totemo isogashi asa deshita, một buổi sáng rất là bận rộn. Shikashi kyoshitsu de kanji o benkyou shiteiru hito wa imasen deshita. Thế nhưng mà ở cái lớp học ấy thì người đúng nhỉ? Hito này, kanji o benkyou shiteiru hito wa, cái người mà học kanji, đang học kanji thì không có ai. Machigaimashita, tôi đã nhầm rồi. Testo wa kyou de wa nakute ashita deshita. Tôi đã nhầm rồi. Testo wa kyou de wa nakute. Bài test thì de wa nakute chính là de wa nai nhá, không phải là hôm nay mà là ngày mai cơ. Đấy, vậy thì bạn này nhầm, người ta lại gạch chân đoạn nhầm. Vậy thì xong có hai câu hỏi. Câu 30. Doshite kesa wa goji ni okimashita ka? Tại sao bạn này lại dậy lúc 5 giờ sáng? Câu 1. Asa kara yugata made sakka o shitakatta kara. Bởi vì bạn này đã chơi bóng đá từ sáng cho đến chiều tối, không liên quan lắm. Câu 2. Kanji testo no benkyou ga shitakatta kara. Bởi vì bạn này muốn học cho bài test kanji. Sao có vẻ đúng đúng không? Shawa o abite asagohan o tabetakatta kara. Bởi vì bạn này tắm, đúng là bạn này muốn sau khi tắm rồi ăn này, ăn sáng. Gakkou e itte benkyou ga shitakatta kara. Bạn này làm sao, bạn này muốn gì đây nhỉ? Muốn đi đến trường rồi học, đúng là đáp số 2. À, hôm qua nó chơi bóng cả ngày rồi nó mệt quá, nó về nó ngủ, nó không học được thì sáng nay nó dậy sớm để nó học. Đấy, vậy thì đúng phải là ni băng nhá. Thế nhưng mà nó đã nhầm đúng không nhỉ? Vậy nhầm cái điều gì? Chin sao nani o machigaimashita ka? Kanji no tekisto, sách giáo khoa kanji. Kanji no tekisto no peji, số trang kanji. Không phải, kanji no testo ga aru hi, ngày có cái bài thi. Và kanji no testo suru kyoshitsu, phòng mà tổ chức thi. À đúng, của chúng ta phải là sambang đúng nhỉ? Ngày thi, không phải là hôm nay mà là ngày mai. Đấy, vậy phải là ngày, thời gian chứ không phải là phòng nhá. Rồi bài tiếp theo là bài cuối cùng là bài tìm thông tin này. Câu 32 người ta hỏi này. Paburo-san wa Takagi Daigaku ni ikitai desu. Bạn Paburo ấy thì muốn đi đến Takagi Daigaku, muốn đi đến đại học Takagi. Hanada eki ka Itokawa eki kara norimasu. Sẽ lên ở Hanada eki, ở ga Hanada hay là ga Itokawa. Eki kara daigaku made kakaru okane wa 500 yen made de. Tức là cái tiền mà đến trường đại học từ ga đến đấy thì mắc là gì nhỉ? Đến 500 yên, tức là 500 yên là cái mức đắt nhất. Bạn ấy chấp nhận từ 500 yên trở xuống. Jikan wa mizukai hou ga ii desu. Cái thời gian ấy thì càng ngắn càng tốt. Paburo san wa dono ikikata de ikimasu ka? Bạn sẽ đi theo cách nào? 1 2 3 2 4. Thì bây giờ ở trang bên chắc chắn là sẽ có cách, sẽ có cái về cái đi đấy đúng không? Nào chúng ta cùng xem nhé. Xem lướt một lượt này. Đầu tiên là cái cách đi 1 này. Thời gian là 46 phút, tiền là 300, thỏa mãn dưới 500 đúng không? Thế nhưng mà lại đi từ đâu? Từ Tera Nishieki. Đấy. Không phải đi từ cái điểm mà bạn này mong muốn là điểm gì nhỉ? Hanada hay là gì nhỉ? Hay là đây, cái câu này nó nói là đi từ Hanada hay là Itokawa. Do vậy một là không phải là đi từ ga đấy là sai. Tiền thỏa mãn nhưng mà điểm không đúng. Số 2. Hanada Eki đúng rồi. Thế nhưng tiền lại gì đây? À, 550 yên. Tiền trên 500 rồi, loại. Vậy là không phải là 1 với 2. 3, 4 xem này. 3 này bắt đầu từ Hanada, từ Itokawa. À, như vậy là ga xuất phát. Ok. Itokawa. Ok. Thời gian tổng là 40 phút. Tổng là 35 phút.
thằng này nhiều hơn thằng này 450, thằng này 430, tiền rẻ hơn, thời gian lại ngắn hơn. Vậy thì đúng là yon bằng 4 đúng nhỉ? Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4. Cái bài tìm thông tin này khá là dễ. Do vậy là các bạn cố gắng đọc kỹ các dữ liệu của đề bài để không bị lừa nhé. Thực ra thì N5 thì nó cũng chưa có lừa mấy. Lên mấy trình độ cao cao hơn thì nó mới lừa nhiều thôi. Rồi, đấy là cái phần chữa chi tiết đề thi N5 GLPT, phần thi từ vựng, chữ, ngữ pháp và đọc hiểu, đúng nhỉ? Thì hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn trong cái phần ôn thi GLPT sắp tới. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.